thiệt thằng Toàn không? Sao hình mờ quá vậy? Trời đất ơi, thằng Toàn con trai ông không nhận ra hả? Đây nè, nó là một CEO trẻ tuổi được tạp chí Time bình chọn đó. Nó là một người giỏi nhất nước này rồi, còn cái gì nữa đúng không? Mở mắt ra nói là không thèm đi coi mắt, hèn chi là lén lút đi hẹn hò mẹ. Đây nè, thằng Toàn nhà mình giỏi như vậy thì làm gì có chuyện hẹn hò mà bị từ chối chứ. Sao? Khoan khoan khoan, nhưng mà SN là ai? Cái tên đó con. Ừ, con nghĩ ra không? SN, SN Song Ngư. Vậy? Ủa? Dĩ nhiên sao? Không lẽ là trùng tên với con của Hà hả? Nhưng mà không phải. Quan trọng là con bé nó làm cái nghề gì mà nổi tiếng vậy? Thì chắc là diễn viên Song Ngư rồi đó ba. Ủa vậy hả? Cổ cổ là ca sĩ kim diễn viên nha ba. Vừa có sắc có tài nha. Rồi đã vậy nghe nói còn gia thế nữa. Trời ơi, thủ khoa đại học quốc gia. Ba là giám đốc bệnh viện quốc tế. Rồi còn mẹ là viện trưởng nữa. Ôi, con đang hồn đố, con đang hồn đố. Chào cả nhà, con mới về. Toàn, Toàn ơi Toàn. Con đi 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 đi. Ngồi xuống đây, ngồi xuống đây. Ngồi xuống đây con. Nè, con trai nhìn nè. Tại sao con có chuyện vui không báo cho cả nhà cùng biết để chia vui với con vậy? Hả? Chuyện gì vui mà. Đó. Mặt đỏ, mặt đỏ. À, tôi ra cho đưa về công ty đây. Hợp đồng tôi chuyển rồi đó. Nhớ kiểm tra cho kỹ nha. Ừ. Ủa cô ơi, cô bị sao vậy? À, giày của em bị kẹt dưới cống mất rồi ạ. Không biết có thể phiền anh... À, được rồi, không sao đâu. Đây, để tôi giúp cho. Dạ. Được, em cảm ơn. Dạ, thôi được rồi ạ. Không, không sao, không sao. Dạ. Phiền anh quá. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Rồi. Dạ. Ủa cô bị sao nữa vậy? Hình như chân em bị chật mất rồi ạ. Mà bãi xe cũng ở hơi xa. Để tôi dìu cô lại đắng nha. Dạ, phiền anh quá. Không sao đâu. Dạ. Dạ. Em. Dạ, em cảm ơn anh nhiều ạ. Toàn cưới đi, ba ủng hộ. Cưới liền. Đúng rồi đó con. Mọi người hiểu lầm rồi. Con với cô gái này không quan hệ gì hết á. Hả? Con nói vậy là sao? Hiểu lầm thôi. Hiểu lầm. Thằng này. Mẹ, chắc là bị phát hiện nó mới giấu đó. Để con đi hỏi cung. Nè, thôi kệ nó đi. Trước sau gì nó cũng quen nhau. Bây giờ chưa có dịp công khai, mai mốt nó cũng sẽ công khai thôi. Đúng rồi đó, kệ nó đi. Quan trọng là ba ủng hộ anh con hết mình. Con cũng ủng hộ. Mẹ cũng ủng hộ. Trời, đẹp quá mẹ. Cô ơi, cô xinh đẹp ơi. Cảm ơn cậu. Khen tôi xinh đẹp mà cậu là ai vậy? Dạ, con là phóng viên của báo Văn nghệ phố phường. Cô cho con hỏi là cô có mối quan hệ gì với anh Huỳnh Khánh Toàn vậy cô? Ủa, con hỏi làm gì vậy? Dạ, con có vài chuyện muốn hỏi về anh Toàn. Anh Toàn với diễn viên Song Nghi á. Nè, tôi không biết gì hết nha. Cô, con chưa có hỏi gì mà sao cô nói là cô không biết? Buông tay ra, tôi đã nói tôi không biết gì hết mà. Nè, cái gì vậy? Không có chụp nha, không có chụp. Kéo rèm lại, kéo rèm lại mau lên. Kéo rèm lại, đừng, trời ơi, nó thấy là chết luôn. Cái gì, cái gì mà lăng xăng vậy hả? Trời ơi, paparazzi theo dõi thằng Toàn. Sao, paparazzi? Sao ông biết? Chị Hà ơi, rèm trên lầu 2, lầu 3, kéo lên hết cho chị Hà. Nè, sao ông biết vậy? Chị bà Hà Vũ bị phóng viên nó chặn ngoài cổng á. Ghê vậy? Hiểu chưa? Trời ơi, ba ơi, người ta chụp anh Toàn chứ có chụp gia đình mình đâu mà làm quá vậy? Ba sung sướng lắm. Lần đầu tiên trong đời ba được paparazzi nó theo dõi. Mà phải công nhận nha, bồ Toàn nó nổi tiếng thiệt bời. Vậy đó hả? Nhưng mà thằng Toàn mình cũng là nổi tiếng chứ bộ. Thế sao? Nó là người Việt Nam được tạp chí Time bình chọn đó. Nhưng mà có bao nhiêu paparazzi ở nhà mình vậy? Ba ơi, chắc có lẽ là không ít đâu ba ơi. Tôi có chụp hình. Có chuyện nó thấy nghe. Có chụp hình tôi không? Sang Nghi,
Xong đi, xong đi, xong đi. Dạ mẹ. Nè nè nè, con biết tin gì chưa? Tin gì mẹ? Thằng Toàn nó có bạn gái rồi. Hả? Trời ơi, bây giờ bà Tuyết á, bà cười không khép miệng ra kìa. Mẹ nói thiệt á hả? Thiệt. Mà mẹ nghĩ á, mẹ tức thiệt chứ. Hồi lúc mà thằng Toàn nó mất trí nhớ, rõ ràng là nó thích con mà. Mà hai đứa ở chung một mái nhà nữa. Vậy mà con á, con ngu lắm. Con biết nắm bắt cơ hội. Mà bây giờ ngay cả tên của con nhỏ đó hả, cũng giống như tên của con rồi đó. Mẹ thấy mẹ làm quá không? Cái đó là bình thường mà, tên người giống người có sao đâu. Nhưng mà chẳng phải lúc trước mẹ là người nói với con hả? Con với anh Toàn sẽ không có xứng với nhau đâu, không có một chút hy vọng nào đâu. Ờ, cũng phải ha. Tuy là sân nhà nhưng mà con không có môn đăng hộ đối. Còn con gái nhà người ta giàu sang quyền quý, thông minh xinh đẹp, cho nên họ cười hỉ hả ra kìa. Ôi trời, nếu mà là con hả, chắc bà Tuyết á, bà đè mẹ ra, bà nhổ từng sợi tóc của mẹ đó. Ủa, nhà mình vẫn kéo rèm vậy đó hả? Thì ba bắt vậy á chị. À, đúng rồi, mẹ hẹn chị đi spa, không biết mẹ chuẩn bị xong chưa ha. Mẹ ơi, chị An tới. Rồi 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 rồi, mẹ nghe rồi, mẹ nghe rồi. Mẹ ra đây, ra đây. Đây đây đây, mẹ ra rồi. Wow. Ôi trời, cái gì bởi trời. Trời, nói là không quan tâm đến paparazzi mà mẹ mặc đồ kiểu đó là sợ bị chụp hình đúng không? Nè, đừng có bao giờ kiếm chuyện với mẹ nha. Mẹ mà lúc nào ra đường không ăn mặc cho đàng hoàng chứ. Nhưng mà có ai quan tâm chụp hình mẹ đâu, mẹ lo chi vậy? Mẹ mà sợ ai? Nhưng mà nãy con ngoài vô con không thấy ái ngoại đó. Chủ nhiên nó núp lùm sao con? Bây giờ mẹ ăn mặc như vậy, nó có chụp hình mẹ vẫn đẹp. Đi con, lẹ lên, mau. Chị đi nha. Alo. Alo, có phải anh Toàn không ạ? Đúng rồi, tôi Khánh Toàn đây, ai vậy? Em là Song Nghi, cô gái bị kẹt dậy giữa cống á, không biết anh còn nhớ không ta? À, tôi nhớ mà, cô gọi tôi có gì không? À, có phải bài báo làm cho anh rất là khó xử đúng không? Em đã nhờ người gỡ bài đó xuống rồi, thật là xin lỗi anh nha. Tôi không sao cả, nhưng mà nếu như cô xử lý xong rồi thì càng tốt. Cảm ơn cô. Vô đi. Dạ, em chào anh. Khách hàng đến đông đủ hết rồi, mọi người đang đợi anh ở dưới á. Ừ, được rồi. Dạ. Anh xuống liền. À, bây giờ tôi phải đi họp gấp rồi. Có gì nói chuyện cô sau nha. Chào cô. Em là Nghi đây ạ. Vì thế anh bận nên em đã tự ý đặt nhà hàng rồi. 7 giờ tối mai, hẹn anh ở nhà hàng Bonjour nha. Nếu anh không tới được thì gọi điện thoại cho em. Chắc anh thấy phiền, không muốn gọi điện từ chối nên mới đến đúng không? Không phải ý của em trong tin nhắn là vậy sao? Dù sao thì cũng cảm ơn anh vì đã tới. Thật ra em biết anh từ lâu lắm rồi. Ủa vậy hả? Biết từ khi nào vậy? Cách đây 3 năm. Tại một hội chợ đồ chơi. Lúc đó em mới vào nghề và được mời làm MC cho chương trình. Mà chắc anh không nhớ đâu hả? 3 năm tại một hội chợ hả? À, cũng không nhớ lắm. Chắc là do hôm đó cũng chẳng có gì ấn tượng cả. Lúc đó anh đứng nhĩn thiết, rất là tự tin luôn á. Xong rồi anh còn mặc một chiếc áo sơ mi mà đúng màu em thích. Nhìn anh không khác gì một diễn viên điện ảnh cả. Cảm ơn lời khen của em. Anh chưa lưu số điện thoại của em đúng không? Để đây em lưu giùm cho. Tại vì lúc sáng bận họp cho nên. Để em lưu giùm cho. Biết đâu sau này anh lại muốn gọi cho em thì sao? Song Nghi hả? Ừ, em tên là Song Nghi. À. Hình như là phía sau lưng anh. Đó, à, thấy không? Có một người đang theo dõi chụp hình mình kìa. Chết rồi. Đúng rồi, đó là tên nhà báo đã từng bị em kiện. Dạ.
Hắn cứ đi theo em suốt. Quay mặt thứ khác đi. Anh làm gì vậy? Kế hoạch bây giờ tháo dậy ra. Sẵn sàng chưa? Chạy. Hôm nay cảm ơn anh nhiều nha. Nhờ anh mà lâu rồi em mới có cảm giác như đóng phim hành động vậy đó. Vui vậy? Vui mà. Cảm ơn anh nhiều. Lần sau tới cho em mời anh một ly cà phê nha. Chắc là không cần đâu, tôi bận lắm. Gặp hay không để sau này rồi biết. Nhưng mà chắc chắn là em sẽ không làm phiền anh nữa đâu. Thôi, tạm biệt anh nha. Sao khoai tây.